Chị có thể chia sẻ về cách học tập ở dự bị và đại học để nhận được học bổng của trường chị được không ạ? Ok, chào em, cảm ơn câu hỏi của em. Gắn với khái niệm du học thì thường là từ học bổng. Thế nhưng mà du học Đức lại có một cái sự khác biệt hơn, đó là nếu như bạn du học từ hệ bachelor thì sẽ hầu như là không có học bổng. Bởi một phần đó cũng chính là ở Đức thì đã miễn học phí rồi, và một học kỳ hầu như là các bạn chỉ phải đóng khoảng hơn 100, hơn 200 euro thôi. Và nó là một cái chi phí thực sự rất là tiết kiệm rồi. Tuy nhiên thì cũng không phải là sẽ không có một cái sự hỗ trợ tài chính nào dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn sinh viên có những học tập tốt. Ví dụ như là trường hợp của mình thì trường đại học nơi mà mình học bachelor thì có những cái học bổng dành cho sinh viên nước ngoài, đặc biệt dành cho sinh viên nước ngoài có thành tích học tập tốt và thành tích hoạt động xã hội tốt. Và bạn sẽ phải là sinh viên của trường thì sẽ mới có thể đăng ký được những cái học bổng này. Về việc làm thế nào để có thể đạt được thành tích học tập tốt thì điều này còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Nó còn tùy thuộc là bạn học ngành gì, cái đặc thù ngành của bạn như thế nào và cái thói quen học tập của bạn như thế nào. Đối với bản thân mình thì mặc dù là học tiếng Đức được 4 năm trước khi sang Đức du học, thế nhưng mà khi mới sang Đức thì mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn, những cái bỡ ngỡ. Ví dụ như là việc nghe giảng không thể nào chúng ta nghe hiểu 100% được. Tuy nhiên là mình cũng có những cái cách để mà mình cân bằng những cái điểm yếu của mình. Đó là mỗi môn học, mỗi seminar hay là foundation thì sẽ đều có những cái sách, những cái giáo trình của giáo sư hay là giảng viên của các bạn. Các bạn sẽ có thể tìm được trong thư viện. Và ngoài ra cũng sẽ có những cái semester packet, đó là cái giá sách ở trong thư viện, và ở đó thường có đặt những cái tập tài liệu, ở trong đó sẽ có cái literature tour liên quan tới cả cái môn học đó, những cái tài liệu tham khảo để giúp cho các bạn có thể nghiên cứu thêm hay là có thể đọc lại và tổng hợp được cái kiến thức. Và các bạn hãy thường xuyên xem những cái tài liệu đó và hãy tự tổng hợp kiến thức cho mình. Khi mà mình đọc một cái đoạn test hay là những cái tài liệu liên quan tới cả cái chủ đề học thì mình thường là không những chỉ là đánh dấu những cái vị trí quan trọng mà mình còn viết ra những cái gạch đầu dòng và tóm tắt sơ đồ nó theo cái ý hiểu của mình. Thì như vậy mình sẽ có thể hiểu sâu hơn và cũng có thể nhớ lâu hơn. Khi mà bắt đầu môn học thì mỗi môn học sẽ có rất là nhiều từ chuyên ngành, và chắc chắn là nó sẽ không dễ dàng gì khi mà chúng ta phải đọc sách với rất là nhiều cái từ chuyên ngành đó. Tuy nhiên là lời khuyên của mình cho các bạn đó là khi mà mới bắt đầu một cái môn học nào đó thì các bạn hãy cố gắng đọc nhiều sách nhất có thể, và hãy ghi lại cho mình những cái từ chuyên ngành mà bạn cảm thấy khó hiểu, và sau đó sẽ tra những cái từ này ở những cái từ điển chuyên ngành của mình, và sau đó sẽ tổng hợp nó thành những cái list, và mình thường dán những cái list đó xung quanh bàn học. Thì khi mà lần thứ hai, lần thứ ba hay là những lần tiếp theo mà các bạn đọc sách mà các bạn gặp những cái từ này thì dần dần các bạn sẽ có thể hiểu được ý nghĩa của chúng, và lúc đó thì cái kỹ năng đọc hiểu của các bạn sẽ được tăng lên, và cái việc đọc sách chuyên ngành thì nó sẽ không còn là một cái sự quá khó khăn nữa. Ngoài ra các bạn cũng hãy tập cho mình một cách sống và làm việc khoa học, bởi vì khi bắt đầu một cuộc sống du học không có nghĩa là chúng ta bắt đầu một cuộc sống tự lập hoàn toàn. Sẽ không có ai ở bên cạnh các bạn và sẽ bảo các bạn là phải làm việc này, làm việc kia vào lúc nào, mà các bạn sẽ phải là một người chủ động, các bạn sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của mình. Bởi vậy nên là những cái việc bạn làm nó sẽ có ảnh hưởng rất là nhiều tới cái kết quả của các bạn. Và với bản thân mình thì mình cái mục tiêu của mình là việc học, nên là mình dành hầu hết những cái thời gian của mình cho việc học. Ngoài việc đi làm, có những hôm mà đi làm thêm á, về đến 10 giờ đêm thì mình vẫn cố gắng tranh thủ lên thư viện cho đến lúc mà đóng cửa. Nếu mà có những cái từ khóa quan trọng á, thì mình có thể nói đó là chăm chỉ, kiên trì và nghiêm khắc với bản thân mình. Câu hỏi tiếp theo là những câu hỏi liên quan tới việc cơ hội nghề nghiệp khi mà học tiếng Đức. Thứ nhất là câu hỏi của bạn Hồng Mỹ. Chị có thể chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp khi học giỏi tiếng Đức được không ạ? Và những thuận lợi khó khăn khi đi du học Đức. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Khánh Linh, cũng tương tự như vậy. Đó là chị chia sẻ về việc học ngành ngôn ngữ ở Đức và cơ hội việc làm được không ạ?